Rồi. Một cháu. Hai cháu. Hai cháu. Lốc ba clear. Đá sờ chim mới bắn cho chúng nó vỡ mồm ngay. Mà gặp là vãi anh em ạ, phải sợ. Một chấm máu thằng này. Gặp là vãi. Gặp là vãi. Thần đồng mini gặp là vãi. Viên đó, một viên nữa. Kìa. Ui, bắn mẹ bao nhiêu viên không chết kìa anh em kìa. Vãi thật. Ngủ mắt kìa mình. Một viên nữa. Ôi giời ơi, bắn mẹ không chết. Ôi giời ơi. Một kill. Chỉ cần một súng đạn có đạn là ok rồi. Đang tiến thêm đạn đây anh em ơi. Trời ơi, bắn tao à. Bắn tao à, Cường ơi. Cường ơi, đi đâu em? Tạp kêu. Bắn tới nay có chết không nhỉ? Nghe hai tiếng chân mà, nghe hai tiếng chân mà. Hai tiếng chân mà. Đấy. Gặp lắm lúc. Nhiều người ra kẹo. Đây rồi. Đợi mãi mới dình được. Bất ngờ chơi em. Bất ngờ chơi em, đồng đội ngay trên đỉnh đồi đúng không? Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Chưa lấy đồ nó luôn anh em. Sang dưới ba thằng kìa. Xem nó đi về hướng nào. Đây rồi. Gì đây? Vãi thật. Mắt thay đá mà đình thế bộ. Bật hack lên thì vừa bật hack lên bắn nó mới hay được chứ bạn. Rốt thật. Ui, tạp quả được không canh dài. Vãi thật. May không ra kiểu kim à.
May cho anh Trà Đất Văn Dương. À nhầm, may cho anh Miyoko nhầm. Hôm trước anh Trà Đất Văn Dương ra kèo kèo sa mạc tí vớ một. Bắn tao à? Bắn à? Ok, cái chỗ này cũng nhảy được xuống rồi anh em này, chỗ này hẹp quá, nhảy được. Đoạn bên trái này có người nhá, đánh Việt bo vào. Vai thật tạp mini này. Ui dồi ôi, tạp mini này. Ôi nó gạt của em rồi. 15 kill. Nó gạt của em rồi. Đây một thằng anh em này. Watch out. Ôi giời ơi, khó rồi, tình huống này hơi khó bởi vì trước mặt em ba thằng. Bốn thằng này. Rồi mình đang nằm trên này kẹp cả trước cả sau. Một kill. Càng đấy các bạn. Ôi ạ. Bo về nó rồi. Hai thằng đứng sau này phải đẩy đó. Thank you.
về mình một tí nhỉ. Bo về nó anh em ạ. Úi giời ơi. Còn một thằng, còn một thằng trước mặt. 20 kill top 1. Làm được. Này đâu rồi? Còn một thằng nữa anh em ạ. Lùi sau nhà vệ sinh đi em, lùi sau nhà vệ sinh đi. Ui giời ơi. 20 kill sa mạc. Vãi thật. Ôi giời ơi, tưởng toang. Vẫn làm được hả anh em ơi? Lụ kèo mới lên mặt ong liền anh em ơi. Ôi giời ơi. Lụm kèo. Anh bếp Vũ Sơn đặt 3 lít mật ong này. Mấy anh nữa. Lụm kèo. Được quá anh em ơi. 20 kill sa mạc nó mãi đái luôn. Bắn quả là khiếp luôn. Ok. Top 1 thứ 2 20 kill sa mạc. Các anh ra đặt mật ong rừng để về chữa các chị trứng và mất ngủ, ho khan ho đờm, chị dạ dày đẹp da các kiểu là mua ở bộ bim shop nha. Mà đông rừng nhà em hàng chuẩn mắc cạn, một đền 1.000 lần nếu mà mua phải hàng giả hàng đều, nếu mà không phải hàng chuẩn nha anh em nhá. Đây rất nhiều mà đông, còn các đồ đặc sản gác bếp nhá, ba chỉ gác bếp, lạp sườn gác bếp đây, bò một nắng, các loại đặc sản anh em ủng hộ em bộ nhá. Đầu tháng mới anh trai ủng hộ một đơn là đẹp trai ngay.